sáng nay, đường 70 đoạn từ cầu Trắng Hà Đông đến bệnh viện quân đội 103 bị ngập úng cục bộ. Nhiều chỗ sâu từ 0,5 đến 0,7 mét khiến nhiều phương tiện không đi qua được, gây ùn tắc giao thông. Mưa lớn kéo dài từ đêm hôm trước đã khiến nhiều đoạn đường nước ngập sâu, nhiều phương tiện gặp khó khăn như đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn đi qua khu thiên đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức. Nhiều xe máy và xe tải nhỏ bị chết máy, gây tắc nghẽn nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông, nhưng đúng vào giờ cao điểm sáng nên sự cố ùn tắc ảnh hưởng lớn đến lộ trình của mọi người đi học và đến nơi làm việc.